Xin chào mọi người, mình đang có trên tay chiếc điện thoại Sony XP5700 hay người ta hay gọi tắt là XP5. Là những chiếc điện thoại của Sony mình luôn nằm trong top những chiếc điện thoại bền nhất ở trên thế giới. Thì như mọi người đã thấy, thiết kế của máy cực kỳ hầm hố. Đó, máy có tông màu chủ đạo là màu đen với những đường chạy màu xám. Phần thân máy được gia cố bằng hai nẹp cực kỳ cứng chắc. Máy có camera flash. Và như mọi người thấy đây, biểu tượng wifi thì chắc chắn máy có wifi rồi. Ở phần dưới thân của máy chúng ta sẽ có cổng sạc từ. Sạc này sẽ giúp chúng ta hạn chế tối đa cái khả năng vào nước của máy. Đó, những đời trước thì Sony làm là sạc micro rồi có nắp đậy. Nhưng đây chúng ta có sạc từ. Ở đây về thì kèm máy cũng có một cái khẩu để chuyển từ cổng sạc từ sang sạc 3.5 micro. Đó. Thì mọi người có thể sử dụng cái cổng này để sạc hoặc là đồng bộ dữ liệu vào máy. Đó. Theo máy còn có một chiếc key mở nắp lưng. Mọi người thấy nó dùng để mở nắp lưng đây. Đó. Thì khi chúng ta dùng, chúng ta sẽ vặn chặt, siết chặt ốc vào để máy có khả năng chống nước và chống bụi bẩn được tốt hơn. Đó, thì mặt trước của máy, máy thiết kế rất là lớn với cái nền tảng hệ điều hành là một hệ điều hành Android. Máy chạy Android nhưng cái hệ điều hành này đã được nhà sản xuất của họ lược bớt đi rồi, có nghĩa là chúng ta không thể cài app nhưng vẫn có thể đồng bộ được danh bạ và bình thường với cái dung lượng pin của máy là 3180 thì chúng ta có thể sử dụng thoải mái lên đến 4 đến 5 ngày hoạt động trong điều kiện không 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 có sạc. Đó, thì phần trước của máy có hai điểm chú ý, đó là hai loa của máy, hai loa ngoài luôn, thiết kế dạng shifter rất là to và hay, được đặt ở hai hông của hai bên bàn phím. À, còn phím bàn phím ở đây chúng ta có phím menu, phím quay trở lại, phím tùy chọn, chúng ta có phím nóng để bật đèn pin, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái đèn flash của chúng ta dưới dạng làm đèn pin luôn đó. Rồi ở phần hông của máy thì chúng ta sẽ có hai phím tăng giảm âm lượng và một phím kết nối nhanh. Đây, phần đỉnh của máy chúng ta sẽ có chân cắm jack cắm tai nghe được che rất là cẩn thận đó, mọi người thấy đây. Chúng ta cảm ơn chế cẩn thận. Ok. Thì về cái độ bền của máy ấy, thì có rất nhiều cái clip được test ở trên YouTube ấy. Mọi người có thể lên đấy search là Sony XP5 test thì nó sẽ ra rất là nhiều bài test về nước rồi xe tràn qua hay là nướng hay là gì 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 vân vân, rất rất nhiều người người ta có cái clip ấy rồi. Vì máy của mình về cực kỳ mới, đẹp gần như mới nên mình không không muốn làm những cái bài test đấy để ảnh hưởng đến cái hình thức của máy. Đó, thì cái tiêu chuẩn mà chống nước của nó là IP68 và tiêu chuẩn chống bụi bẩn ấy là MIL STD 810G, tiêu chuẩn của Mỹ. Có nghĩa là bạn có thể hoạt động trong những môi trường bụi bặm rồi những cái môi trường có ẩm thấp nước. Đó, thì mọi thứ đều không là gì đối với chiếc điện thoại Sony này. Đó. Thì như mọi người có thể thấy là ngoài thị trường thì rất nhiều cái hãng điện thoại nhái theo cái Sony này, ví dụ như Land Rover hay là gì 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 đó, thì tất cả đó chỉ là những điện thoại nhái thôi, còn chính hãng và nổi tiếng và là hàng xịn đó chỉ là có Sony, két hoặc là một số hãng điện thoại lớn thì mới mới đáng để sử dụng và đáng để sưu tầm đó. Thì chiếc điện thoại này, bật mí với các bạn là chiếc điện thoại này hiện tại đang được bán mới ở store ở bên Anh thì giá loanh quanh tầm khoảng 11 triệu chưa ship về đến đây. Nhưng chiếc điện thoại của mình là chiếc điện thoại đã dùng lướt qua rồi, đã qua sử dụng và hình thức còn cực kỳ đẹp. Thì giá của nó cực kỳ hấp dẫn cho anh em nào thích sưu tầm hoặc thích sử dụng những cái điện thoại mà có cái vẻ bề ngoài cực kỳ hầm hố. Đây, như mọi người thấy là chiếc điện thoại này vẫn còn một số hình chụp từ bên store bên kia. Đó, thì đây, mọi người thấy cái logo AT&T, nhà mạng, đó là cái anh bán hàng ở bên kia. Vẫn còn cái ảnh ở trong máy. Rồi, ok. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người cái video sau.